Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 diễn ra từ ngày 29 tháng 2 đến hết ngày 2 tháng 3 năm 2024. Lễ khai mạc được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và một số đài phát thanh truyền hình khu vực đồng bằng sông Hồng truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 29 tháng 2, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch tại khuôn viên Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Được tổ chức trong không gian văn hóa cổ xưa tại quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là hoạt động mở màn cho chuỗi lễ hội tại các di tích. Các tinh hoa văn hóa Phố Hiến được chất lọc hội tụ và mang đặc trưng riêng. Nhiều nghi lễ được tổ chức trọng thể, đặc sắc nhất là phần rước kiệu với sự tham gia của hàng nghìn người. Các trò chơi dân gian cũng được tổ chức náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia, như thi cầu kiều trên cạn, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, múa dưới nước, hát trên thuyền tại hồ Bán Nguyệt. Phần nào tái hiện các họa sống động, giúp du khách hình dung về cảnh tấp đập hưng thịnh trên bến dưới thuyền của Phố Hiến xưa. Đến với lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, du khách không chỉ được tham quan các di tích văn hóa hòa bình trong không khí lễ hội mà còn được thưởng thức các món ăn ngon mang đặc trưng của Phố Hiến như bún thang, chè sen long nhãn, bánh răng bừa. Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn và khó quên cho du khách khi về với Phố Hiến, Hưng Yên. Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa Phố Hiến.